Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm pha ri để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-đi-xêu có được phép chữa bệnh vào ngày Sa-bát không? nhưng họ làm thinh người đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò xa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? và họ không thể đáp lại những lời đó. vinh thưa Cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm pha ri để dùng bữa. Có lẽ ông này có một chút thiện cảm với Đức Giêsu nên đã mời Chúa đến nhà mình dùng bữa. Nhưng Chúa Giêsu đối diện với một thực tế không được vui, đó là họ cố dò xét người. Họ để ý đến các việc Chúa làm, xem có vi phạm luật không. Cụ thể đó là luật giữ ngày sa bát Không được làm việc gì Chúa Giêsu biết lòng dạ của họ Nên Ngài lên tiếng nói với các nhà thông luật Và những người pha ri -xêu. Có được phép chữa bệnh ngày sa bát hay không? Đáng tiếc là họ đã làm thinh không trả lời Chúng ta không biết người mắc bệnh phù thủng đã bị bệnh bao lâu và cũng không biết người này có mối tương quan gì với ông thủ lãnh nhóm phariseu. Nhưng sự có mặt của ông đã làm cho Chúa Giêsu chú ý. Chúa vẫn luôn quan tâm, để ý đến những con người đang đối diện với đau khổ bệnh tật, đang mang nơi mình những căn bệnh nan y và kể cả những người bị ma quỷ ám nữa. Người mắc bệnh phù thúng hôm nay cũng không thấy ông mở lời cầu xin Chúa ra tay chữa lành mà chính Chúa Giêsu đã đi bước trước. Ngài chủ động đến với người bệnh để đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. Một hành động đầy yêu thương và nhân hậu vượt quá luật ngày sa mát để đụng chạm không chỉ đến thân xác bệnh tật nhưng đụng chạm đến tâm hồn của người bệnh để đem đến sự giải thoát toàn diện. Xin Chúa Giêsu cho chúng ta có trái tim biết yêu thương, có tâm hồn nhạy bén trước những con người đau khổ, bệnh tật để phần nào xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn và thân xác của họ. Amen.